Netizen Trung Quốc ngỡ ngàng trước dàn mỹ nhân Việt trong nhà máy may, sự thật là gì? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Đâu là nơi có những người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam? Chắc chắn xưởng may Việt Nam có nhiều người đẹp nhất." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Tôi cảm thấy cô gái thật dịu dàng khi đeo kính. Tôi thì không cần gây mê cho vòng eo của mình. Mức lương này gần như tương đương ở Trung Quốc. Tại nhiều nhà máy ở Thâm Quyến, lương cơ bản chỉ là 2.360 nhân dân tệ cho một công nhân bình thường làm việc 5 ngày 8 giờ. Mức lương cơ bản ở Quảng Đông không phải cao hơn 1.200 tệ một chút sao? Lương ở đó cao quá, cao hơn cả Quảng Tây. Tương lai bạn có sang Việt Nam làm việc không? Mức lương hàng tháng ở Việt Nam là bao nhiêu? Tùy theo công việc, mức lương trung bình của một công nhân phổ thông khoảng 2.500 đến 3.000 tệ. Tôi sẽ đi công tác ở Bắc Giang vào tháng tới, không biết liệu tôi có quen với việc ở đó không? Tôi chờ bạn ở Bắc Giang, bạn dẫn tôi đi chơi. Bạn về Việt Nam tìm vợ sao? Không, nhà máy của công ty chuyển sang nên tôi đi công tác tại Việt Nam. Các bạn có thể giới thiệu cho tôi bạn gái được không? Bạn có thực sự muốn tìm một người vợ Việt Nam không? Tôi không thể làm gì được, tôi đã bỏ ra hàng trăm nghìn để theo đuổi cô ấy trong nhiều năm, nhưng vẫn không cưới được cô ấy. Tôi vẫn cần một món quà đính hôn và một ngôi nhà. Nếu có ai phù hợp thì mình sẽ giới thiệu cho bạn. Thật sao? Dù chúng ta có quen nhau thế nào thì cũng đều có vấn đề cả, và còn có phần mềm trò chuyện nữa. Trò chuyện trên WeChat, mọi nơi trên thế giới. Xin hỏi cô gái đeo kính đó xem cô ấy có bạn trai chưa? Muốn đi sang đó quá. Chỗ đó cách Yên Bái bao xa? Quần áo và quần tây người Mỹ mặc về cơ bản đều có nguồn gốc từ Việt Nam. Đúng rồi. Tôi nghĩ chất lượng không tốt. Phí giới thiệu là bao nhiêu? Bạn có muốn tìm một người vợ Việt Nam? Hãy kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của bạn và xem liệu tôi có thể giới thiệu cho bạn một trường hợp không? Tôi thực sự yêu những người đeo kính. Tôi cũng thích lắm. Bây giờ cô ấy là của tôi, bạn không được phép thích cô ấy. Anh họ tôi cũng mở xưởng may ở Ninh Bình. Thật trùng hợp, quê hương của tôi lại là Ninh Bình. Tôi biết, lần sau tới Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ đi chơi với bạn. Có ai muốn lập team sang Việt Nam làm ốc vít và tìm vợ Việt không? Quên chuyện bắt vít đi, họ không cần ta đâu, lương quá thấp, tôi không đủ tiêu. Tôi không biết liệu Việt Nam còn chế độ 2K 12 tiếng với 2 ngày nghỉ mỗi tháng hay không? Vẫn còn bạn à? Tôi vừa trở về từ Việt Nam và chuẩn bị mở công ty tại Việt Nam. Bạn đã kiểm tra xong chưa? Bạn dự định mở nó ở đâu? Sếp đã mở nhà máy rồi, tôi sẽ sang Việt Nam làm việc. Tiền lương có cao hay không không quan trọng, miễn là tôi muốn tìm được một cô gái. Giúp tôi tìm vợ cảm ơn blogger trước. Hãy cho tôi biết về hoàn cảnh của bạn và xem liệu có ai có thể giới thiệu cho bạn một người phù hợp không. Các bạn có suy nghĩ rất hay, như thể phụ nữ Việt Nam rất coi trọng người Trung Quốc lắm vậy. Tôi nói cho bạn biết, nông dân Việt Nam không nghèo, chỉ là đất nước đó nghèo thôi. Tôi độc thân, 29 tuổi, có thể phụ giúp gia đình, tuy hơi vụng về nhưng tôi yêu Việt Nam. Tôi cần một người vợ Việt Nam. Mong các bạn ở Việt Nam giúp đỡ. Tôi nghĩ người dân Việt Nam sống bằng nghề biển và không có thịt để ăn. Người Trung Quốc cũng chạy ra biển tìm thức ăn. Tôi xin chúc mừng Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Liệu chúng ta có bị phân biệt đối xử khi đã đánh nhau trong quá khứ không? Chợ xỉ quần áo lớn nhất Việt Nam ở đâu? Gia Lâm, Hà Nội. Nhưng một số trong số đó được nhập khẩu vào Quảng Châu. Việt Nam chưa có chợ đầu mối. Thật là một nhà máy may mặc lớn. Hầu như không còn nhà máy may mặc nào lớn như vậy ở Trung Quốc nữa. Còn rất nhiều nữa ở Trung Quốc. Nhưng hiện nay Việt Nam đã có nhiều nhà máy may quy mô lớn. Lần sau tôi sẽ cho bạn xem cái lớn hơn. Họ có mức lương 3.000 tệ phải không? Hầu hết đều như vậy. Mọi người đình công 2 lần một năm và lương của họ tiếp tục tăng. Việt Nam đoàn kết thật. Hãy thử nó ở Quảng Đông xem. Đoàn kết là một khía cạnh. Cái chính là nếu có một công đoàn thực sự thì họ sẽ lên tiếng cho người lao động. Trong 8 giờ làm việc, lương của họ hầu hết người dân đều cao hơn ở Trung Quốc. Vâng, tôi cũng muốn làm việc tại Việt Nam. Nếu bạn làm việc 8 giờ ở thành phố hạng nhất Thâm Quyến, mức lương cơ bản chỉ là 2.360 tệ, sau khi trừ 5 khoản bảo hiểm và tiền ăn sẽ là 1.500 tệ một tháng. Trong 5 năm nữa, lấy được một người vợ Việt Nam sẽ không hề rẻ. Đừng nghĩ về nó ngay cả bây giờ bạn à. Điều kiện để làm việc tại Việt Nam là gì? Cần nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông và tiếng Việt là những thứ hoàn toàn khác nhau. Một số người Trung Quốc, cấp trung và cấp cao ở Việt Nam thực sự rất dễ dàng tìm được bạn gái. Một tài khoản tôi theo dõi đã có vài bạn gái trong nhà máy. Anh cho biết chi phí đầu tư để theo đuổi những phụ nữ này ở Việt Nam rất thấp.
anh ta là quản lý nhỏ của một công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Nếu bạn có việc làm và ở đây lâu dài thì thu nhập của bạn sẽ ổn định, quả thực là rất nhiều. Lương ngắn hạn không cao thì sang đó, cũng như nhau thôi. Sản xuất cấp thấp thực sự đã tràn vào Việt Nam, Trung Quốc cũng vậy 20 năm trước. Công ty này có phải là cấp thấp không? Vậy hiện tại bạn đang làm công việc cao cấp nào? Nếu không có sản xuất cấp thấp, những người bình thường không biết tham gia vào lĩnh vực sản xuất cao cấp sẽ kiếm tiền như thế nào trong tương lai? Than ôi, không còn cách nào khác, châu Âu và Hoa Kỳ không còn muốn sản phẩm của chúng ta nữa. Các công ty châu Âu và Mỹ đầu tiên không còn muốn sản phẩm của chúng ta nữa. Thứ hai, chúng ta không muốn sản xuất cấp thấp. Vậy người bình thường đi đâu để kiếm tiền đây? Lấy gì để chi tiêu? Giá nhà thì tăng. Người bình thường không biết 70-80% người làm ngành sản xuất cao cấp ở đâu ra. Vâng, hãy chuẩn bị tinh thần để mất việc. Lương thấp và thời gian làm việc dài thì làm sao có tiền để tiêu dùng? Vấn đề là các nhà máy bán hàng trong nước phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải carbon và phải tiến hành kiểm tra hàng tháng, cũng như phạt tiền để chấn chỉnh. Không còn môi trường kinh doanh nữa. Người dân Việt Nam không thích làm thêm giờ, vậy họ kiếm sống bằng cách nào? Làm 8 giờ là đủ để mọi người có đủ cơm ăn và quần áo, mức tiêu dùng của họ ở mức thấp. Ai nói mức tiêu thụ ở Việt Nam thấp? Mức tiêu thụ ở Hồ Chí Minh tương tự như ở Thượng Hải. Mức tiêu dùng cao nhưng người Việt rất tiết kiệm. Mức tiêu thụ thấp sao? Quên đi, một đất nước mà mọi thứ đều dựa vào nhập khẩu thì không thể có giá cả thấp, ở Việt Nam giá cả cao hơn ở Thượng Hải. Lương thì từ 1-2 nghìn. Việt Nam có lương bằng Trung Quốc sao? Cùng một lượng thời gian làm thêm. Việt Nam có công đoàn đấu tranh. Người Việt Nam không thích làm thêm giờ cho lắm. Họ thích uống cà phê sau giờ làm. Hiện nay người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc nhiều. Dù là người điều hành, quản lý hay cổ đông, làm sao một công nhân phổ thông kiếm được 2-3 nghìn nhân dân tệ đều có thể sang Việt Nam. Công nhận con gái Việt dịu dàng quá. Bạn có phải lòng cô gái đối diện đeo kính không? Đưa tôi đến Việt Nam cùng nhé. Tôi có thể sang Việt Nam làm việc được không? Lương hơi thấp nhé. Nhưng các phúc lợi gần như giống như ở Trung Quốc, nhưng môi trường dành cho người lao động sẽ tốt hơn nhiều. Làm việc đúng 8 giờ và có tất cả các phúc lợi. Khi giám đốc một nhà máy may ở Việt Nam, biết có nhiều người trí thức về Trung Quốc làm việc, khóe miệng không nhếch lên nữa và bước đi nhẹ nhàng hơn. Bây giờ tôi sắp sang Việt Nam làm việc để tìm vợ. Nhiều người mức lương thấp và làm trái pháp luật, trừ những người được công ty phân công và có visa làm việc. Giới thiệu tôi với một người Việt đã ly hôn được không? Có rất nhiều, bạn có muốn làm quen không? Giới thiệu một người nhé. Nếu tôi có thể may quần áo, bạn còn cần người ở đó không? Đây là Hải Dương hay Hà Nội? Tôi từ Việt Nam sang làm việc cách đây 6 năm nhưng bây giờ thì ngược lại. Người ta đã cải cách lâu rồi. Khi các nhà máy Trung Quốc chuyển sang Việt Nam, họ lại trở nên rất nhân đạo. Dựa trên những bình luận từ cộng đồng netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận về suy nghĩ của họ đối với Việt Nam như sau. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là sự dịu dàng và vẻ đẹp của họ. Điều này tạo nên sức hút lớn, khiến một số người muốn đến Việt Nam làm việc hoặc tìm bạn đời. Một số người khen ngợi tính đoàn kết và văn hóa lao động của người Việt, đặc biệt là việc công đoàn đấu tranh cho quyền lợi lao động. Họ nhận thấy mức lương tại Việt Nam tương đương hoặc thấp hơn so với một số tỉnh thành ở Trung Quốc, nhưng môi trường làm việc lại tốt hơn, với giờ làm việc đúng quy định và phúc lợi đầy đủ. Một số người đánh giá cao lối sống tiết kiệm và khả năng cân bằng công việc, cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là việc không thích làm thêm giờ để tận hưởng cuộc sống. Một số người cho rằng Việt Nam đang tiếp nhận sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc và có những nhà máy lớn, hiện đại. Điều này khiến họ so sánh với các nhà máy tại quê nhà và cảm thấy môi trường lao động ở Việt Nam đã cải thiện đáng kể. Một số bình luận cho rằng mức sống và chi phí tại Việt Nam tương đương hoặc cao hơn ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy người Việt sống tiết kiệm hơn. Nhiều người bày tỏ mong muốn làm việc tại Việt Nam không chỉ vì công việc, mà còn vì cơ hội trải nghiệm văn hóa và kết bạn với người Việt Nam. Một số người còn hy vọng tìm được bạn đời trong thời gian làm việc tại đây. Netizen Trung Quốc có cái nhìn khá tích cực và tò mò về Việt Nam, đặc biệt là về con người, môi trường làm việc và văn hóa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những quan điểm mâu thuẫn về mức lương, chi phí sinh hoạt và sự phát triển kinh tế giữa hai quốc gia.